Phân tích tiết mục mát cắp hoa nở không màu và bông hoa đẹp nhất của team chị đẹp Thu Phương. Concept tinh tế sáng tạo giàu tính nghệ thuật, hình tượng các nữ thần Ai Cập, Hy Lạp, La Mã, khắc họa kiệt tác nghệ thuật của lịch sử. Bức tranh của thiên tài toán năng thời kỳ phục hưng Leonardo da Vinci. Ta có thể thấy ở tiết mục hoa nở đẹp nhất, phần mở màn là hình ảnh bàn yến tiệc với 13 nhân vật, 12 chiếc ghế tương ứng với số khách mời và chủ tọa Lan Ngọc. Chúng ta có thể thấy được Lan Ngọc có outfit khác màu nổi bật hơn so với các thành viên khác trong team. Có vẻ như là các chị đẹp mượn tích xưa để bàn chuyện nay với cùng tầm nghĩa lòng tin và sự phản bội, nhưng được giới hạn trong vấn đề yêu đương và cách đối diện với muôn mặt của cuộc sống. Hình tượng nhân vật nữ thần Ai Cập, Hy Lạp, La Mã, Lan Ngọc trong hình tượng Daphne. Daphne là một tiên nữ đẹp tuyệt trần, con gái thần sông. Nàng chỉ yêu thích việc săn bắn, ngao du không màn chuyện yêu đương, nguyện làm trinh nữ. Daphne biến thành cây nguyệt quế để tránh sự đòi hỏi tình yêu từ vị thần ánh sáng. Huyền Baby trong hình tượng Medusa. Medusa là một á thần, sống đời nữ tu có nhan sắc kinh diễm, với mái tóc bồng bềnh màu hoàng kim, có tài gảy đàn hơn người. Về sau, bị Athena biến thành ác thần tóc ngắn. Thu Phương trong hình tượng Artemis, nữ thần săn bắn nổi tiếng của thần thoại Hy Lạp, đại diện cho sự trinh trắng, mặt trăng và thiên nhiên hoang dã. Trang Pháp trong hình tượng Oachet, cùng với Diệu Nhi trong hình tượng Mepet. Oachet là một vị thần rắn và là nữ thần bảo trợ của Ai Cập, thần xuất hiện trên vương miện của các pharaoh như một biểu tượng của quyền lực. Nepet là một vị thần kền và cũng là một nữ thần bảo trợ của Ai Cập. Nepet đã hướng dẫn các nữ hoàng và pharaoh trong việc bảo vệ ngai vàng. Tại sao hình ảnh loài rắn xuất hiện dày đặc trong tiết mục? Thứ nhất, con rắn gắn với hình tượng của 4 trên 5 nhân vật trong đội, trừ nhân vật của Lan Ngọc. Thứ hai, về ý nghĩa của loài rắn, trong tôn giáo của người Hy Lạp, rắn được xem là một biểu tượng thiêng liêng, sự khôn ngoan. Trong tôn giáo của người Ai Cập, rắn là biểu tượng của sự mê hoặc, sáng tạo, bất tử. Thứ ba, ở một ý nghĩa hoàn toàn khác thì việc quấn chăn rắn qua người như ở phần cuối tiết mục, ẩn dụ sự trói buộc, sự chất chồng, đè nặng trong cảm xúc bản thân nhân vật. Họ chưa thể tự giải thoát khỏi con rắn độc mang tên quá khứ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Mọi thuyết âm mưu ở trên đều là sự tổng hợp ý kiến của các bạn theo dõi chương trình, nên không hề có một sự xác định nào ở đây. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Alala, ứng dụng giải trí và mua sắm cùng chị đẹp. Chị đẹp đạp gió rẻ sống 21:15 trên kênh VTV3, 21:45 trên YouTube Giao Quanh Show và ứng dụng Alala. Thứ bảy hàng tuần, từ ngày 28 tháng 10, 2023.